Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại cho mình Dung vào đây. Thì hôm nay mình sẽ đến một tựa game mới, đó chính là Mèo đi câu cá. Để chiếc cười rác và nhớ dùng một like, mình sẽ đăng ký nhá. Đấy, thì hôm nay mình đang là một con mèo đi câu cá. Đấy, mình đang rất là nghèo. Đấy, mình có 12.000 đô trong tay. Đấy, 12.000 đô thôi nha, chứ có gì đâu. Đấy, thì chiếc cười rác và nhớ dùng một like, mình sẽ đăng ký nhá. Dạo này thì mình toàn chơi mấy cái tựa game về gọi là kiểu người ta gọi là bắn nhau loạn xạ các kiểu. Qua đây giờ bây giờ chúng ta phải dừng ít thời gian ra để đi câu cá kiếm tiền mà sống chứ, đúng không? Đúng rồi anh em, đấy, kiếm tiền mà sống chứ. Rồi hôm nay không nói nhiều nữa, rồi chơi cái game này mình chỉ cần quăng cần câu ra và câu một con cá thôi. Mồi, cái này còn quan trọng là mồi của mình nữa. Câu lên trên bầu trời. Eo ui giời, cay thế nhở. Mình câu cá quá nặng đấy. Mình có cái nhiệm vụ ở dưới kìa, cái gì mà câu con Robin Hood kìa. Ừ, tí sao? Ôi giời, con Robin Hood dưới đây, cay tê nhở. Và cái game này mình có thể quăng Squid Duper nhá. Mình có thể quăng cái này ra nè. Xong mình tìm cái con to hơn. Đấy, con tầm trung này, mấy con... Ấy, cái con này, cái con đi đại tướng à. Ê, đại tướng đầu kích moi à, ok. Ê, chết, mình có thể ném cá lên bờ nhưng thôi mình không thích. Mình sẽ chọn một con nào đó. Ý à, mình muốn câu cái con cá gần nó, gần cái con kia cơ. Tôi kể đi, giờ mình sẽ quăng phát. Không ăn. Thử cái đi. Đây là con cá gì đây? Màu xanh. Cooper Vid. Có 50 đô được bạn. Ê, có 50 thì nói tinh tiền gì đúng không em? Oh no. Bọn này ham ăn quá bạn ơi. Cày tê nhờ. Cái bọn ham ăn này, mình phải dạy cho chúng nó một bài học mới được. Nào, ok. Ui, con cá tầm trung cắn mồi rồi. Ui, 4 nhậu. Ui, mình có thể mua được thuyền được bạn. Ui, thuyền 1 triệu 5 đô. Ui, ui, à thế. Mình có thể, ôi, mình có thể gắn cả bom đi cả. Gắn bom với cả tên lửa vào luôn bạn ạ. Ok, gắn bom với cả tên lửa vào. Thế à, làm sao, thế nào. Mình sẽ câu một con cá thật to vào. Một con thật to. Ui, một con cá. Ui, what the shark của bạn mất tiền của mình thôi. Hình như con ấy nó cần cái hút bạn ạ, cái mồi, cái móc ấy. Cảm ơn cái móc này này. Đấy, cái móc 5.000 đô này, ui đắt lắm. Đắt lắm, mình mới thấy một loại cá mới, mình sẽ đi câu con cá đấy. Xem có nhiều tiền không? Cha! Ấy, mình mong mình sẽ câu được con này. Mình mất một miếng rồi. Ui! Cái bọn đầu cứt môi nên nó dám ăn mất của mình bạn ạ. Cay tê nhờ. Con cá này giờ chắc là thành 0.000 rồi bên ngay mà. Làm mồi đi bạn ơi, mình sẽ bán tiền đi. Lấy tiền. Tiền ơi lại đây, em cho tiền này. Oh no. Ui, con cá mới. Ui, mấy con cá to hơn là nó sẽ có khả năng ăn được nha bạn. Ui, sao này. Con này nó bị mất nên là nó có ấy thôi. Ơi mình, em mình ném cá lên đấy này. Ngon liền. Ôi, có cái mũ. Wow. Cái mũ con này móc con này lên nhanh. Quăng cái mũ ra. Ai da. Ôi, móc được con này luôn ạ. Ơi, mình đang cần cái mũ. Mình sẽ lấy cái mũ qua đây, cái mũ, mình cần một cái móc, nó không có ấy các bạn. Vì con cá của mình lại bị mất rồi. Con cá này là con cá, ui, 1.500 luôn là đắt nhờ. Ok, mình có thể mua mũ. Chắc mình sẽ mua cái mũ này. Ui, 1.500, ok được rồi. Mình sẽ xuống câu một con, ui, một con cá, ui, king fish. Mình sẽ mua một cái mũ này hình như là cái mũ mà xương. Ok, mình sẽ quăng cần ra thật xa ạ. Amazing, good job. Nào cắn đi. Nuôi cá, bạn là nuôi cá. Cá lớn là cái kết. Đấy, được rồi, cắn đi. Ui, 400 tiền luôn. Đấy, cá cũng xịn. Ném con này ra xa này. Oh no. Cày tê nhờ, mình sẽ cho bọn này nó dịa. Mình sẽ quăng ra xa này. Amazing, good job. Quăng gần đây thôi. Đấy, cho con cá gỗ kinh phít này. Để cho con này nó ăn này. Ui rồi. Ui, câu nguyên bộ xương đây. Chưa ấy, mình câu nguyên bộ xương thôi mà mình cũng có tiền nhớ anh em. Đẳng cấp chưa? Thế nó đẳng cấp chưa? Ui, con cá mới này có con cá đầu. Con cá gì ấy, nhìn lạ thế nhở. Mình mới câu được một con cá 400 tiền này. Ui, sao con... À, cái con này bình thường có 50.000 thôi. Ok, mình sẽ lấy con này làm mồi. Cha. Oh no, mấy con cá khổng lồ. Ui, cái tê nhở. Mấy con này nó cứ bâu vào nó cắn bạn ạ. Mình sẽ nhét bom. Đấy, nó phải có gọi là chiến thuật. Nhét bom vào. Final hole. Bốn cá
là mới không xuống sâu sâu mà em ăn mồi gấu mà. Ui đâu 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 mẹ, mấy bọn này nó ấy quá, mấy cái con này nó kiểu như là nó ham ăn quá, có lẽ con nào nó cũng có phần mà, con nào cũng đòi con nào cày thế nhở. Chắc là mình sẽ câu một ít cá sau đó mình vứt vào bờ con ạ. Ơi được rồi, mình sẽ quăng gần ra xa. Chim sâu, cái con chim này mình chắc chắn mình sẽ câu được con chim đấy, không sai vào đâu được, các bạn cứ yên tâm mình sẽ trả thù. Ok, cho con cá gặm gặm đi em ơi, ăn đi em ơi. Ok được rồi, vứt con cá này vào bờ. Ơi được rồi, một con cá xương và một con cá thịt đấy, mình sẽ bán sau. Ấy đâu, ui cái con cá kia nó ăn mất rồi. Mình nghĩ mình chắc chắn mình sẽ câu con đấy, chắc chắn không 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 thể nào không câu được. Mình sẽ câu một con cá củ chuối này, cứ để cho nó ăn đi, mình cũng chả quan tâm mấy đâu. Đấy, sau đó mình sẽ quăng nó ra, kéo lại để cho con kia nó ăn, để con đầu cân mòi này ăn. Đấy được rồi, giờ mình đã có con này rồi, mình sẽ quăng con này ra. Làm mồi, làm mồi, yay. Ơi sao đến lúc nó có mồi to rồi con kia lại không ăn nhở, cái thế nhở. Mình sẽ cho quả ném xa đi. Đấy, ôi hết luôn tiền rồi, cày thế nhở. Ok, chuyến hành trình đi câu cá gian nan và vượt khó. Mình càng lặn sâu cá. Ê con cá mập này mình chưa có hút mẹ nó, mình chưa có hút mà nó đã ăn của mình rồi. Là một cái móc câu làm sao mà câu được một cá mập rồi, do mất tiền rồi bán đi. Uầy, con này nhiều tiền phết đấy chứ nhờ. Mình sẽ quăng phát xa luôn này. Mình sẽ cố gắng câu được cái con cá màu vàng vàng vừa nãy các bạn. Đây 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 đây. Ui gần trượt tới mặt nó luôn á. Holy shit. Càng ngày mình càng lặn sâu rồi. No 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 no. Cày thế nhở. Chắc chắn mình phải câu được con cá mập đấy. À mà không biết mình câu lên móc không nữa sao nhỉ. Ui giời, chả được cái gì luôn á. Ui mãi mình không hoàn thành được nhiệm vụ. Ui cái lúc mà mình quăng cái cần câu ra ấy thì con chim này không tới, cái lúc mà mình cần nó tới nó lại không tới à. Cay thế nhở. Thôi mình cứ quăng đi. Rồi có con lên rồi, ném vào trong bờ. Ok là mình sẽ đâu rồi, mình nhớ hình như có cái gì cơ mà, cái mũ này không phải cần câu đúng không, cần câu. Ui cần câu 35.000 cái gì đấy, có thế ai chơi lại. Ok mình sẽ lấy cái cần câu này, cần câu này là mình có thể ghép thêm mấy cái slot này, kéo lên nhanh, kéo lên nhanh. Ui thì mình ghép cái slot đi xuống nhanh này. Đấy đi xuống nhanh, đi xuống sâu ấy chứ mà nhanh quá ạ. Đấy đi xuống sâu. Ui, à không đi xuống nhanh chứ nhỉ. No 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 no. Đấy, cho bọn này ăn ăn sạch đi. Đấy liếm sạch đi, xong rồi tí nữa mình ấy sao. Đấy mình sẽ làm xương đấy, mình quăng vào đây. Đấy nó phải gọi là đẳng cấp, nó phải gọi là đẳng cấp bạn ạ. Đấy quăng xuống sâu này. Ây à, cái con đấy nó cứ tìm mồi nhỏ nó ăn, mình bồi nó nhiều lắm rồi đấy. Ấy chết, mình lỡ tay mình bán rồi. Oh no, oh no, oh no, mình không muốn, mình không muốn, mình không muốn. No, 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 no. Ok, gặm đi chú ơi, gặm đi. Ok rồi, quăng xương lên đó nha. Đấy, mình lấy xương làm quát thẹt đi bạn, quát thẹt đi. Ok, ôi lấy con này làm được. Hóa thạch đi, hóa thạch, ai ăn hóa thạch đi mọi người. Hóa thạch có 102 đây mọi người ơi. Đấy, hóa thạch 400.000 liền. Ui, xịn sò con bò à. Đấy, nãy giờ úp đạn mỗi chuyến đi câu là phải có lời, có lãi. Nhưng mà không, lần này chúng ta đã có. Ok, cắn, cắn em đi, cắn luôn, cắn ngay vào luôn. Con này, con cá xúc xích này cắn ngay vào luôn. Đấy, rồi. Mình nghĩ mình sẽ dùng con này để mình câu một con khác, con to hơn. Ơi ôi, lần nào cứ kiểu cái mồi to hơn mình định bảo là kiểu y như rằng và răng như gì là con kia nó sẽ đến. Đây nó rất là thông minh nhá, thấy mình đưa mồi đến cho nó phải. Đâu sao lại là con này, mình muốn cái con cá đuôi đuôi kia kìa. Ok ở đây ăn nốt đi. Rồi câu một đống xương rồi, rồi bán. Ok ba cục xương rồi này, ba con cá xương rồi này, quăng ra xa này. Em em ui cay thế nhở, đúng cái lúc đấy con kia nó lên ạ. Ok mình sẽ ui vừa quăng nó phát nó ăn luôn kìa. Nani ok mình sẽ quăng ra đây này, lấy một con cá này. Được rồi mình sẽ lấy con cá này mình làm ha ha ha. Mấy chú sẽ chết với anh vì cái tội ấy chết. Cay thế nhở, lỡ tay quăng lên đây thử bán đi.
Wow, 1.000 tiền luôn. Quá đẳng cấp. Công việc bán cá xương rồi mà nó cũng được tiền mà đấy, quá đẳng cấp à. Anh đi cái con này ăn đi rồi. Công việc bán cá xương mà đấy, ai mua xương cá có 102. Mặc dù cá xương này chả được đâu nhưng mà nó thành di sản. Quá xạo ơi, có một kinh phí kìa anh em. Vua cá kìa, cá của vua kìa. Một con cá vua kìa. Ấy cái con này nó không nhìn thấy các bạn ạ. Ây da. Ôi nhớ. Ây mình sẽ cho con kinh phít để ăn này. Kinh phít. Kinh phít. Rồi giảm đi. Giảm đi đúng rồi. Hay lắm. Yes 700. Ui. Được của nó chứ nhờ. Chắc chơi một chuyến liều này. Quăng ra xa thật xa. Hy vọng được con cá phá. Ui à. Ui, ui. Được con này. Được con này. Được con này. Thử con mới. Con mới. Con mới. Rồi được rồi. Giảm đi baby. Giảm đi baby. Baby ơi. Baby ơi. Baby. Cho mấy con này nó gặm nhanh rồi này. Đấy. Đấy, được rồi. Thế nào các bạn ơi, được bao nhiêu tiền đây? Ui, 1.800. Ui, tiền bề như nước sông Đà. Tiền ra nhỏ giọt như cà phin. Rồi, cho thêm quả bom nữa các bạn. Đấy, được rồi. Móc bom mà cần câu vào cái kết. Nó banh xác cá luôn. Nào, làm sao? Làm sao? Ui, anh chưa xuống nhanh chưa bạn? Nào, làm sao? Thế nào? Wow, sâu dữ vậy. Ôi có mấy con cá gì kìa các bạn. Mình sẽ thử câu mấy con cá này. Ui phát sáng lên. Ui con cá phát sáng luôn ơi. Một con cá phát sáng. Mình sẽ câu lên nhưng mà mình sẽ cho con này nó ăn. Ăn đi baby. Ăn đi. Ăn đi. Ui ăn đi rồi. Một cá phát sáng ở biển sâu thì chắc chắn nó sẽ đắt. Ui ăn gì này. Ui 11.000 đô luôn. Công việc câu cá đẻo của mình đã có rồi. Mình đã có một công việc mới. Đó chính là công việc câu cá dõm. Đấy. Cá mặc dù dõm nhưng mà nó cũng gọi là rất gì và này nọ đấy. Rất gì. Cho con này nó cắn đi. Cắn nốt đi. Đấy được rồi. 800. Đắt. Được của nó. Mình nghĩ là mình sẽ mua một cái này nè. Mua một quả tên lửa ném bèo. Ấy cá cá con cá vàng. Con cá vàng kia kìa. Con cá vàng nhỏ nhỏ ấy. Ấy con đấy gọi là đắt. Ui lại lặn xuống biển. Lại lặn xuống khơi sâu. Khơi sâu tim cá vàng. No. Ui ôi mất 400 won rồi. Mất won 400 rồi. Đấy là lý do tại sao mình phải nhét cổ bom vào mồm một kia đấy. Chứ không chúng nó cứ thấy mồi ngon là chúng nó ăn đấy. Rất là tức. Đấy nên mình phải nhét cổ bom vào đây. Đứa nào đến lần cho một quả hết thoạt. No, 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 no. Con này mình không muốn. Làm sao thế nào bạn ơi. Bạn ơi. Ui ôi. Con cá này nó cứ đi theo mình. Quái này mình cho nó sâu vậy mà chả có con cá luôn. Đầu tư một quả tên lửa phóng. Bèo. Mấy con cá. Đây 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 con cá này. Con cá này. Ui. Con chim cá chim kìa. Cẩn thận nhớ mặt anh đấy. Mình sẽ trả thù. Mình sẽ trả thù. Nhất định mình sẽ trả thù. Mình sẽ trả thù ở đây. Mình sẽ trả thù. Ui ở đây còn mỗi con cá này là bé này hết vai rồi. Chắc chắn là mình sẽ trả thù. Không. Không trả thù không được. Mình sẽ quăng cái cần câu này. Ấy chết sao mình toàn quăng gần này. Quăng ra xa. Ở đó kéo lại. Ở đây có một con. Câu luôn. Đấy. Và con này mình có thể làm bầy. Con này để bầy đúng không. Tên lửa. Bom. Làm sao. Thế nào. Ây này. Nhân. Ôi 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 ôi. Ôi con cá mới. Con cá mới. Loại cá mới. Ui cá mới con này. Không sao có cá mới cũng được. Ok, xem con này gặp xương xong con này bao nhiêu tiền à? Con đáng để anh bỏ đâu? 1.600, 400. Ok, lại lại. Úi giời, bán xác cá nó có khác anh em ạ. Nhiệm vụ bán xác cá đấy, mày chưa? Ấy đâu, mấy con cá này. Cay thế nhở? Làm sao thế nào định ăn của anh á? Không dễ đâu, không dễ đâu. Ui. Cay thế, mấy con cá gruber này nó cứ ăn của mình này. Mình làm sao đây là ta. Mình sẽ không bán con này đâu. Con này bèo quá.
À, mình sẽ câu dùng con này để làm ngoài câu rồi. Đâu 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 đâu. Ai tê nhờ. Không thể cay vào đâu được. Mình sẽ ấy chết, mình sẽ nâng cấp cho cái cần câu của mình lên. À, gọi là kéo lên nhanh này, tầm nhìn cao này. Đấy được rồi. Nói chung là chi một tí thôi. Đấy. Đấy à. Nó có cái lông thêm là nó kéo lên nhanh. Ui. Ờ cay thế nhở. Mẹ này nó. Chắc là mình phải sử dụng cái này thôi. Ve ve sầu thoát xác. Đéo. Pèo quá. Ui, được con cá này luôn. Bắt đầu ơi, có con cá bự bự này này. Ui. Con cá này chắc là đắt hơn con cá vàng kia rồi. Con cá vàng chỉ là thuộc loại nhỏ thôi. Từ từ, nếu mình kéo càng ngày càng lên thì sẽ gặp mấy con nhỏ hơn này. Mình xuống sâu sâu tí đấy thì sẽ có mấy con cá to, nó sẽ ăn mình, ăn con cá của mình. Ui con mình. Ây đây đây đây. Ui ngon tim liền. Ui đúng là số. Mấy con này, con này nó nặng bạn ạ, nên là mình phải kéo lên. Ok. Ui nặng nghìn. Một chuyến đi lại có lời rồi anh em ơi. Ui 35.000 mới câu được kìa. Ok, chắc là mình sẽ câu nốt lần này thôi. Mình kết thúc video này. Nếu như ok được rồi, đưa lên nhanh 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 nhanh. Chìm sâu. Chìm sâu. Ui con kia chơi đồ kìa. Cắn em đi, đúng rồi, cắn em đi. Cắn cho một cuộc đời thăng hoa. Cắn em đi, cắn em đi. Cắn cho một cuộc đời thăng hoa. Tim đông quần tim bay ra. Chim tung quánh sẽ tan quần đùi đấy. Rồi một con cá to đông luôn anh em ạ. Ok. Thôi mình chưa liều, mình không chưa liều đâu. Có cái hook 5.000 ấy. Cái hook ấy hình như có thể câu được con cá mập ấy. Ui cày tê nhờ. Nó lại có cái. Ui ui. Nó lại được cá cái đấy chứ. No 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 no. No no. Thôi con này ăn cũng được. Con này ăn còn đỡ hơn là cái con kia nó ăn. Ui mất trắng tay rồi. Giờ anh trắng tay. Nhưng mà không sao, mình lại lời rồi. New quiz. Đấy mình lại. Mình lại được thêm một ấy nước bạn. Ơi lỡ tay. Thôi chắc là video của mình đến đây là kết thúc bạn. Nếu là ai còn nhớ cho mình một like, một xem, đăng ký nha. Thôi tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.